sáng ngày 12 tháng 5, Đảng ủy xã Chí Nang đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Chí Nang. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của các phòng ban ngành của huyện, Đảng bộ xã Chí Nang đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 18%, đạt 100% mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 317 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã năm 2022 đạt 854 tấn, đạt 101,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 22,2 lần so với năm 2020, đạt 72% so với nghị quyết. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang đồng bộ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động. Ủy ban Nhân dân xã bám sát chủ đề công tác năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn hội trong sạch vững mạnh. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã đã được công nhận một bản nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 20% so với nghị quyết đại hội đề ra. Xã đang tiếp tục phấn đấu chỉ đạo bản hắc, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đạt được, nhưng xã cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế, để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao, hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Đảng bộ xã cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác ra soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm các mặt công tác kiểm tra dân vận, công tác ra soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch tại bản Năng Cát, Tháp Ma Hào. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, văn hóa, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.